tin Niu May tại thị trường Bạc Liêu. Hôm nay xin phép cả nhà cho em được chia sẻ những thông tin về tập đoàn Niu May quốc tế cũng như là công ty Niu May Việt Nam mà em đang hợp tác kinh doanh. Và đây là logo của tập đoàn Niu May. Và Niu May được thành lập vào tháng 6 năm 1984 tại quốc gia New Zealand và tính đến nay đã gần 40 năm hình thành và phát triển trên thị trường quốc tế. Và công ty Niu May về Việt Nam vào năm 2013 có một trụ sở chính là tại tầng 4 số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường La Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và có 3 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để phục vụ cho người tiêu dùng cũng như là tất cả các nhà phân phối. Và tầm nhìn và sứ mệnh của công ty Niu May là phục vụ người tiêu dùng có sức khỏe tốt, phục vụ nhà phân phối có đời sống tốt. Và đây là hình ảnh tất cả các nhà máy đạt chuẩn GMP chỉ đặt tại quốc gia New Zealand để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Và có một điều rất là đặc biệt, đó là công nghệ độc quyền Alpha Lipid chỉ có tại Niu May. Và công nghệ Alpha Lipid sẽ giúp cho sản phẩm có độ hấp thu cao từ 95-98% và tạo hiệu quả nhanh cho người tiêu dùng. Và khi sản phẩm về Việt Nam là có đầy đủ các giấy chứng nhận từ New Zealand như chứng thực HACCP, chứng nhận GMP, chứng thực nguồn gốc sữa. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành tựu của Niu May. Niu May quốc tế đạt nhiều giải thưởng xuất khẩu xuất sắc nhất tại New Zealand và sản phẩm được đóng gói và nhập khẩu 100% tại New Zealand. Và đây là bảo hiểm Vero, bảo hiểm trách nhiệm Vero cam kết bảo hiểm chất lượng sản phẩm trên toàn cầu với mức là 20 triệu đô la New Zealand và tiền Việt Nam đồng là 320 tỷ. Và New Zealand là một thiên đường sinh thái dưới mặt đất và được mệnh danh một trong 10 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Và New Zealand là thiên đường của những nàng bò sữa với lối chăn nuôi là ba sạch, môi trường sạch, nguồn cỏ sạch và nguồn nước sạch. Và đây là kim chỉ nam cho sản phẩm này. Và Niu May Việt Nam chỉ nhập khẩu những dòng sữa non hảo hạng từ New Zealand. Và đó là những tổng quan về tập đoàn Niu May quốc tế cũng như là Niu May Việt Nam để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm của tập đoàn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe phần trình bày của Nguyễn Ngữ.